Xin chào tất cả các chị em. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sảnh đậu của IKEA Brown ở số 61 Nguyễn Công Trứ. Như mọi người đang thấy thì bây giờ mình mua một chiều đi cây, nhưng mà khách hàng ngồi gọi rất là đông, một cái thiết bị rất là lạnh. Mọi người có thể thấy không khí tại đi cây như này đang rất là đông. Nhưng mà bây giờ chúng mình đứng vào bên trong đi cây để xem các chuyên gia như thế nào nhé. Hiện nay thì ngày hôm nay thì rất là lạnh, nhưng mà chị em vẫn không ngại quản ngại cái thời tiết này mà đến với DK rất là đông. Và hiện nay thì DK đang có chương trình giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ, và giảm tiếp từ 5 đến 15% nữa khi mà bạn được khách hàng cũ của DK giới thiệu và mình sử dụng combo các dịch vụ hoặc là đi theo nhóm các bạn nhé. Bây giờ chúng mình tiến vào xong phụ các bạn xem rõ hơn là chuyên gia của mình đang làm gì ạ. Như mọi người có thể thấy thì hiện nay thì các giường của DK gần như là full hết rồi. Ở trên tầng 2 thì khách hàng cũng đang sử dụng dịch vụ ra đây rất là nhiều. Tuy nhiên thì cổng kính máy quay không tiện quay lên tầng 2, thì mình có thể ở dưới tầng 1 thôi. Nếu mà các chị em nào đang có bất cứ những cái câu hỏi nào về dịch vụ laser hay là về các dịch vụ full môi, mí hay là làm lông mày của DK thì mọi người có thể comment trực tiếp ngay dưới livestream này để được DK tư vấn thêm về dịch vụ nhé các bạn nhé. Hoặc mọi người có thể trực tiếp gọi điện qua hotline 0911 31000 hoặc 0912 31000 để được các bạn chuyên viên tư vấn của DK tư vấn thêm về dịch vụ cũng như là đặt lịch cho các bạn ạ. Nếu mà bất cứ ai thì đang có nhu cầu muốn làm mày hay là môi mà lo ngại là cái thời tiết này thì có thể là không làm sẽ không được đẹp bởi vì nó bị lạnh ý, thì mọi người đừng lo, bởi vì là bất cứ cái trường hợp nào dù bạn có tình trạng nào trong nữa khi mà qua đi cây đều sẽ được xử lý giải quyết rất là bình thường ạ. Bây giờ chúng mình cùng tiến sâu vào trong nhé. Mở tiến vào chuyên gia Kim Hương để xem chị đang thực hiện một ca phun môi cho khách. Em chào chị Hương. Chị Hương ơi, chị có thể cho em biết là mình đang thực hiện phun môi khử thâm hay phủ xương cho khách hàng vậy ạ? Thực hiện ca phun môi khử thâm chân sâu. Tình trạng khách hàng môi chắc là bị thâm nhiều nên cần khử thâm chân sâu đúng không chị? Bạn gái bị thâm nhiều và bị thâm trần và da viền luôn ấy. Với tình trạng như thế này thì có gặp khó khăn gì trong cái vấn đề quá trình xử lý của mình không chị? Cái này thì cũng bình thường thôi em ạ. Cái này thì chúng ta sẽ đi khử thâm chân sâu thật kỹ cho khách hàng thôi. Sau đó thì sau 2 tháng nữa thì mình sẽ xử lý xem tình trạng môi của khách như thế nào, mình sẽ xử lý tiếp. Vâng, để vì những đối với những trường hợp mà môi rất là thâm thì mình cần khử lý khử thâm trước, xong sau đó thì mình mới vào màu sau để đảm bảo màu lên được chuẩn đẹp nhất đúng không chị? Em thấy da môi của khách hàng có phải là đang bị khô, hơi bị khô đúng không chị? Đúng. Vấn đề môi khô như thế này thì mình cần phải xử lý như thế nào để cho môi được vào màu được tốt nhất ạ? Bởi vì em trong quá trình vừa làm thì bên chị mình cũng có hỗ trợ collagen này, và trong quá trình làm ấy sẽ có hỗ trợ đẩy collagen vào cho khách hàng, sau khi bôi băng ra thì khách hàng sẽ không còn cái tình trạng khô môi nữa. Vâng, tùy có nghĩa là tùy với mỗi cái tình trạng môi của khách hàng như thế nào thì mình sẽ xử lý theo những cái tình trạng đấy để sao cho màu môi và cũng như là cái sản phẩm nó sẽ được chất lượng nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hương về những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Một lần nữa nhìn xem không khí của DK hiện tại nhé. Nếu mà bất cứ ai đang có câu hỏi gì về thắc mắc về các dịch vụ của DK thì mọi người cứ comment trực tiếp ở dưới post livestream này, hoặc là mọi người có thể inbox trực tiếp qua fanpage DK Eyebrow để được DK tư vấn thêm về dịch vụ cũng như là có thể hỗ trợ lên lịch hẹn cho các bạn nhé. Và không để đảm mất thời gian của mọi người nữa, mình xin phép được dừng lại livestream này tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream lần sau của DK. Xin chào ạ.